Xin được chào mừng quý thầy cô đến với kênh Học Liệu Tiểu Phật. Kính thưa cô, hiện nay nhiều thầy cô thắc mắc là không biết lương của giáo viên sẽ tăng bao nhiêu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Và trong video hôm nay, mình sẽ cùng quý thầy cô chúng ta sẽ tính xem lương của giáo viên trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 và kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 xem lương của thầy cô mình tăng như thế nào. Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ có bảng lương. Mình sẽ tạo một cái bảng lương của giáo viên trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ví dụ mình tính lương của giáo viên là hiệu trưởng đi. Có hệ số là 4.68. Đây là giáo viên hạng 2 hả thầy cô? Là giáo viên hạng 2 theo cái thông tư mới. Rồi, chức vụ là 0.5. Rồi, lương cơ sở là 1.800.000. Phụ cấp ưu đãi là 35%. Phụ cấp thu hút không có trách nhiệm, không có khu vực, không có thâm niên là 25%. Thì bây giờ trừ bảo hiểm xã hội là 8%. Bảo hiểm thất nghiệp là 1%. Và bảo hiểm y tế là 1.5%. Rồi bây giờ mình tính tổng lương cơ bản, tức là lương chính á, xem coi là với cái hệ số này, chức vụ này thì lương sẽ là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ tính lương cơ bản nè, lương chính là bằng tổng cái hệ số lương và hệ số chức vụ. Chúng ta nhân cho lương cơ sở. Nó sẽ ra lương cơ bản, lương chính hả thầy cô? Sẽ bằng 9.324.000 đồng. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo sẽ tính phụ cấp ưu đãi. Phụ cấp ưu đãi sẽ bằng lương cơ bản nè. Nhân cho cái phần trăm phụ cấp ưu đãi. Rồi như vậy phụ cấp ưu đãi là sẽ được là 3.263.400 đồng. Rồi tới phụ cấp thu hút sẽ bằng lương cơ bản. Nhân cho cái phần trăm phụ cấp thu hút nè. Rồi phụ cấp trách nhiệm nó sẽ bằng lương cơ sở hay thầy cô? Nó sẽ bằng lương cơ sở chứ không phải bằng lương cơ bản. Lương cơ sở là 1.800.000 nè. Nhân cho cái phần trăm hoặc là hệ số phụ cấp trách nhiệm. Rồi, phụ cấp khu vực thì cũng bằng lương cơ sở nè. Nhân cho cái hệ số phụ cấp khu vực. Rồi, phụ cấp thâm niên thì bằng là lương cơ bản. Chúng ta nhân cho phần trăm phụ cấp thâm niên nè. Như vậy phụ cấp thâm niên là được 2.331.000 đồng. Rồi thâm niên vượt khung thì cũng bằng lương cơ bản nè. Chúng ta nhân cho phần trăm vượt khung nè. Rồi tới tổng lương chưa trừ. Tổng lương chưa trừ thì mình bằng cái này nè. Bằng từ lương cơ bản cho tới dài xuống các cái phụ cấp. Như vậy tổng lương chưa trừ là 14.918.400 đồng. Rồi bây giờ tới mình trừ bảo hiểm xã hội nè. Bảo hiểm xã hội thì bằng lương cơ bản. Chúng ta nhân cho cái phần trăm bảo hiểm xã hội nè. Như vậy là bảo hiểm xã hội là trừ một tháng là 745.920 đồng. Rồi bảo hiểm thất nghiệp chúng ta cũng bằng lương cơ bản nè, nhân cho số phần trăm bảo hiểm thất nghiệp nè thì trừ 93.240 đồng. Rồi tới bảo hiểm y tế chúng ta cũng bằng lương cơ bản,
chúng ta nhân cho phần trăm bảo hiểm y tế. Rồi bảo hiểm y tế là một tháng trừ 139.860 đồng. Rồi phí công đoàn thì ở đây là 1% á, thì cô trừ 1%. Thì phí công đoàn là bằng bằng cái cột, chúng ta nhân cho lương cơ bản, chúng ta chia cho 193.240 đồng. Đó, rồi đoàn phí, đảng phí thì cái này chúng ta khỏi đi hết thầy cô. Rồi mình tính chỉ tính nhiêu thôi, đoàn phí, đảng phí thì thường là cái này thu bên ngoài, chúng ta không có đưa vào bảng lương nên chúng ta khỏi tính này. Rồi bây giờ tổng các cái khoản trừ thì chúng ta sẽ bằng các cái khoản trừ ở dưới này nè thầy cô. Đó, như vậy là tổng các cái khoản trừ là 1.072.260 đồng. Rồi lương còn lại thì chúng ta bằng là số lương mà chưa chưa trừ nè, chúng ta đi trừ đi được các khoản trừ nè, vậy thực lãnh là 13.846.140 đồng. Đây là bảng lương của chức vụ hiệu trưởng với hệ số là 4.68. Bảng lương trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bây giờ mình sẽ copy cái bảng lương này, mình sẽ tính cái bảng lương sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ở đây mình chỉ việc thay lương cơ sở từ 1.800.000, chúng ta thay bằng 2.340.000 đồng. 2.340.000 đồng. À, thì nó ra nè thầy cô. Bây giờ mình sẽ làm một cái thêm một cái cột so sánh luôn hết thầy cô cho chúng ta dễ nhìn. Bây giờ mình so sánh xem cái nó tăng bao nhiêu. Đấy, như vậy nếu mà so với cái lương mới sau ngày 1 tháng 7 năm 2024, cái này là kể từ 1 tháng 7. Đó, như vậy là lương kể từ ngày 1 tháng 7 thì chúng ta sẽ tăng là 2.797.000 đồng. Tăng này là lương cơ bản nha thầy cô. Đó, rồi chúng ta sẽ kéo xuống đây coi tăng tổng cộng là bao nhiêu. Đó, như vậy là tăng tổng là 4.153.842 đồng. Đó, như vậy với mức lương của hiệu trưởng là 4.68. Đó, thì so với lương trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì lương kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ tăng là 4.153.842 đồng. Và bây giờ mình sẽ tính xem cái lương của giáo viên mới ra trường xem coi như thế nào ha. Ví dụ là 2.34 này, phụ cấp chức vụ là không có nè, phụ cấp thâm niên cũng không. Như vậy giáo viên mới ra trường chúng ta sẽ nhận được là 5.2 đi, 5.201.820 đồng. Thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì lương nó sẽ là, ở đây mình nhập lại nha, mình nhập lại mình bỏ này luôn nè, 2.34 chứ 2.34. Như vậy sẽ kể từ ngày 1 tháng 7 lương mới ra trường của giáo viên sẽ tăng là 1.560.546 đồng. Như vậy là thầy cô có thâm niên lâu năm thì chúng ta lương sẽ tăng nhiều hơn so với mà thầy cô mới ra trường. Với cách tính này thì có lẽ tất cả thầy cô chúng ta đều có thể tính được cái mức lương của mình tăng bao nhiêu so với trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 và kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu mà thầy cô nào mà cần cái bảng lương này thì thầy cô hãy để lại bình luận ở dưới video, mình sẽ gửi cho thầy cô để thầy cô chúng ta có thể tự tính lương của mình. Thì trên đây mình vừa chia sẻ cùng quý thầy cô cách tính lương của giáo viên trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 và lương của giáo viên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô trong các video sau.